Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn, trụ trì chùa Quang Thọ. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Là ngày mà tại Quang Thọ cũng có một cái lễ tây tân nhỏ. Nhân dịp này thì theo như thông báo chung của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hóc Môn từ trước, trong huyện nếu có những ngôi chùa nào mà cùng tu thì diện tích cái quỹ ngôi nhà an lạc cúng là từ 30 triệu đến 50 triệu. Hôm nay thì nhân cái dịp này thì Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn cũng cất cái quỹ ngôi nhà an lạc mà do thầy Đại Tâm là chủ nhiệm để cúng cho nhà chùa 25 tấn xi măng để làm. Cảm niệm công đức của chư tôn thần đức, thân bay phần trên Phật giáo nguyện đã bố thí cho con là 25 tấn xi măng để đổ xây chùa Quang Thọ. Công trình cũng mong chư tôn đức cầu nguyện cho công trình 5 tấn chùa Quang Thọ được mau được hoàn thiện để đưa vào sử dụng phục vụ giáo hội. Thầy 25 tấn.